Xin chào các bạn, nếu như mà các bạn nhìn vào giá các của BTC trong thời gian mấy ngày qua thì các bạn cũng đã thấy là có một cái sự tăng trưởng rất là chóng mặt nhất là trong thời gian 24 tiếng đồng hồ vừa qua các bạn thấy được đã phá 12.000 đô và cái lúc mà tôi làm video này là sáng ngày thứ tư ngày 21 tên tháng 10 năm 2020 thì chúng ta thấy được là Bitcoin đã qua 12.000 đô một cách rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng và lúc này đã là 12.728 và với cái sự tăng trưởng chóng mặt như vậy thì có rất nhiều bạn thì hỏi thường là tình hình bây giờ như thế nào, tại sao lại như vậy Và đây có phải là một cái breakout hay là một cái fake out có nghĩa là đây có phải là một cái sự tăng trưởng giả hay là tăng trưởng thật Có phải đây là một cái bẫy để mà lừa mọi người vào, sau đó giá cả sẽ đi xuống nữa hay là không thì khi mà các bạn nhìn vào những cái bài viết trên những trang web liên quan đến crypto hiện bây giờ thực sự mới nói là không có nhiều những thông tin chi tiết chia sẻ về tình hiện tại phần lớn chỉ nói là Bitcoin có sự tăng trưởng mà thôi cho nên tôi muốn làm một cái video này để mà chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân của Thuận liên quan đến thị trường crypto hiện bây giờ liên quan đến giá của Bitcoin, altcoin và thị trường cổ phiếu hồi sáng này là như thế nào nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì sự thật là khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin hiện bây giờ thì giá của BTC đang tạo ra lịch sử mới Thì tại sao thường nên nói như vậy khi mà chúng ta nhìn vào giá thì đương nhiên có cái sự tăng mạnh là 12.692 Nhưng mà cái giá này vẫn cách xa rất là nhiều so với lại cái giá mà 20.000 đô trước đây thì tại sao nói chúng ta đang tạo ra lịch sử mới Thì có hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, cái điều đầu tiên các bạn cần phải nhìn thấy đó chính là cái thời gian mà Bitcoin ở cái mức này thực sự mình nói là trong lịch sử của BTC không có bao nhiêu ngày hết chúng ta nhìn vào hai cái thuyết được chia sẻ bởi school thì đầu tiên hết các bạn thấy được là school đưa ra cái thuyết này cách đây hai ngày ngày 19 tây tháng 10 thì trong cái thuyết này nói là bitcoin chỉ ở trên cái mức là 11.500 đô trong lịch sử của bitcoin từ khi ra đời cho tới bây giờ chỉ ở trên mức này chỉ có 93 ngày mà thôi có nghĩa là cho tới ngày hôm nay là 95 ngày các bạn thấy được là nếu chúng ta muốn phân tích về mặt giá cả thì thực ra nói là chỉ có tài liệu 93 95 ngày thì không có đủ tài liệu để các bạn có thể đưa ra một cái phân tích nào gọi là đầy đủ mà hết cho nên các bạn thấy được là tình hình bây giờ bitcoin đang nằm trong cái thời kỳ giá cả mà rất là hiếm trong lịch sử của btc từ khi ra đời cho tới bây giờ chỉ trên cái mức 11.500 đô là 93 ngày tới ngày hôm nay là 95 ngày mà thôi đây là cái điều đầu tiên thì trước khi mà chúng ta tiếp tục thì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái video này được tài trợ bởi sàn giao dịch Bitja đây là một cái sàn giao dịch hợp đồng tiền kỹ thuật số có trụ sở tại Singapore và phục vụ hơn 150 quốc gia thì công ty Bitja trước đây cũng đã tài trợ một số video tôi đã chia sẻ trong những cái video trước đây thì các bạn thấy được là sàn Bitja thì có những cái ưu điểm à, đặc biệt là cái phí thì thấp hơn những sàn như là Bitmax hay là Deribit và cái giao diện thì đơn giản hơn nhưng mà một trong những cái lý do tại sao mình thuận chấp nhận cái sponsorship này đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào sàn bịch thì sàn bịch gia ngoại trừ các bạn có thể là trade những cái hợp đồng thì kỹ thuật số những đồng như là Bitcoin Cash, BTC, EOS ETC vân vân Các bạn có thể bấm vào derivative Có nghĩa là các bạn có thể giao dịch những cái hợp đồng liên quan tới dầu, liên quan tới vàng, liên quan tới bạc, liên quan tới chứng khoán của Trung Quốc, chứng khoán của Hoa Kỳ Các bạn điều rồi đây là một cái sàn mà rất là đa dạng Đây là một trong những cái ưu điểm mà sàn bịch có so với những cái sàn khác là bạn có thể là tham gia vào nhiều thị trường khác ngoại trừ là thị trường crypto Và một trong những câu hỏi thường thường hay nhận được đó chính là khi mà thường chia sẻ những thông tin liên quan tới vàng, liên quan tới thị trường chứng khoán còn Hoa Kỳ thì như bạn nói là nếu như mà muốn giao dịch hợp đồng thì chuyên chở ở Hoa Kỳ thì đi đâu để mà giao dịch thì một trong những sự lựa chọn đó chính là sàn Bitha. Các bạn muốn tìm hiểu những thông tin chi tiết hơn thì bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những thông tin đó. cái điều thứ nhì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến cái giá của BTC trên 10.000 đô thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chúng ta thấy được là cái tỷ lệ dao động của Bitcoin đang ở cái mức thấp cho bạn thấy được cái tỷ lệ dao động trong giờ một tháng hay là 3 tháng vẫn đang ở cái mức thấp hiện bây giờ có nghĩa là khi mà chúng ta thấy cái tỷ lệ dao động của bitcoin thấp có nghĩa là thị trường đang chấp nhận đang hỗ trợ ra một cái dấu hiệu cho thấy được là thị trường chấp nhận cái giá hiện bây giờ và lúc mà đưa ra cái thuyết này các bạn thấy được là 11.500 đô thì khi chúng ta thấy được là cái tỷ lệ dao động thấp thì cơ hội giá cả dao động mạnh là không cao nghe này đi lên hay đi xuống không cao nhưng mà chúng ta đã thấy được là hai ngày sau khi mà cái thuyết này được chia sẻ thì chúng ta lại thấy được là giá Bitcoin lại có cái sự tăng đột biến và đã tăng hơn 1.000 đô so với cái giá mà lúc cái thuyết được đưa ra là 11.500 đô. Thì rất rõ ràng là Bitcoin có cái sự dao động. Các bạn thấy được là cái tình hình BTC hiện bây giờ mà giá cả là một cái tình hình mà đang trong lịch sử mới của Bitcoin chưa có trước đây. Đây là cái điều đầu tiên mình thường muốn chia sẻ với các bạn. Cái điều thứ nhì nữa là khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng ngày mà Bitcoin trên 10.000 đô thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này, thưa biết các bạn sẽ muốn comment gì Tại vì mỗi lần mình thường nói tới 10.000 đô thì các bạn sẽ nói là đây không biết là lần thứ mấy. Và thường nói về mọi người là Bitcoin sẽ không bao giờ xuống 10.000 đô nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy Bitcoin 10.000 đô như một ngày nào đó. Đây sẽ là sự thật. À, tại vì các bạn thấy được là trước đây những cái sự tương tự cũng đã xảy ra khi mà mọi người đều chọc những người nào mà nói là Bitcoin sẽ không bao giờ xuống dưới 1.000 đô nữa. Thì lúc đó nhiều người nói là Bitcoin đã xuống dưới 1.000 đô lại rất là nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng các bạn có thể thấy được là một ngày nào đó Bitcoin rời khỏi 1.000 đô năm 2017 và trong vòng hơn 3 năm qua chúng ta không thấy Bitcoin chở xuống gần 2.000 đô chứ không nói tới là 1.000 đô một ngày nào đó đây cũng sẽ là sự thật đối với 10.000 đô nhưng mà chúng ta trở lại với lại cái tài liệu mà tôi muốn chia sẻ thì các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay đây là cái lần đầu tiên trong lịch sử của Bitcoin mà Bitcoin giá cả trên 10.000 đô thời gian dài như vậy Tổng cộng là 86 ngày chúng ta đang nhìn vào biểu đồ đánh ngày trên sàn Coinbase và Trong vòng 86 ngày Bitcoin chưa hề đóng lại một ngày nào dưới 10.000 đô Tuy là nhiều bạn nói là có khoảng chừng là 3 tới 4 ngày Bitcoin đi xuống dưới 10.000 đô một chút. Nhưng mà thực ra mà nói chúng ta nói tới đóng lại thì các bạn thấy được là trong vòng 86 ngày qua chưa một ngày nào mà Bitcoin đóng lại cái tỷ lệ giá ngày đó mà dưới 10.000 đô trong vòng 86 ngày qua. Đây là một cái kỷ lục chưa từng có trên Bitcoin gần 3 tháng trời. Bitcoin không đi trở xuống để mà thử lại cái mức là 10.000 đô. Đây là một trong những điều mà chưa từng có trong lịch sử mà thì được là đây là hai điều mà trước đây không có. Cho nên về mặt phân tích thì thực mà nói rất là khó để mà chúng ta biết được bước kế tiếp là như thế nào. Nhưng mà thuận sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn thì một trong những điều mà nhiều người lo lắng bây giờ đó chính là bitcoin đi quá nhanh mỗi một lần mà chúng ta thấy được một tài sản nào mà giá cái đi quá nhanh thì cơ hội bị sụp xuống nhanh cũng rất là cao tại vì sao tại vì khi mà đi nhanh như vậy thì không có đủ thời gian không có đủ cái những cái khoảng đường mà tích lũy để cho mọi người có thể là chấp nhận và ổn định giá ở mức nào đó trước khi mà đi lên cho nên nhiều người nghĩ là nếu như mà đi lên nhanh thì sẽ có cơ hội đi xuống nhanh như là các bạn nhìn thấy là cái tình hình của năm 2017 khi mà Bitcoin trong vòng chỉ có mười mấy ngày đã đi từ 10.000 lên tới 20.000 sau đó lại sụp rất là nhanh đây là cái tình trạng mà nhiều người không có muốn nhiều người muốn là bitcoin có cái sự ổn định lâu dài hơn và đi lên từ từ chứ không cần phải đi nhanh như vậy nhưng mà nếu như mà mọi người muốn an tâm hơn thì các bạn thấy được là bitcoin muốn chinh phục 10.000 đô đã rất là lâu và thực kia mà nói là cái thời điểm hiện bây giờ thì nhiều người cho là bitcoin đã chinh phục được 10.000 đô còn về 12.000 đô thì các bạn thấy được đây là một cái mức mà Bitcoin không phá được trong dòng nhiều tháng qua Và nhiều người bây giờ muốn là Bitcoin xoay quanh cái mức 12.000 đô này có thể là chở xuống Thử 12.000 đô hay là thậm chí đi xuống dưới 12.000 đô một ít Nhưng mà phải thấy được là Bitcoin có sự tích lũy ở mức 12.000 đô này để cho mọi người an tâm hơn Tại vì các bạn thấy được là giữa cái mức 10.000 đô, 12.000 đô này và cái mức mà nhiều người cho là cái mức cuối cùng đó chính là 13.800 đô cái mức cao nhất của năm 2019 thì không còn xa nữa các bạn thấy được là 12.700 đô tới 13.800 đô chỉ có cách nhau 1.100 đô mà thôi và các bạn thấy được là trong vòng chỉ có một ngày đã có thể phá được cái mức này nếu như mình còn thực sự muốn phá và giữa 13.800 đô tới 20.000 đô thì hầu như nhiều người nói là không còn có một nơi nào có thể cản trở giá cả Bitcoin nữa Có nghĩa là chúng ta nếu như mà thực sự mình thấy một cái sự FOMO kinh khủng ở trong thị trường này thì trong thời gian có thể là vài ngày chúng ta hoàn toàn có thể thì nó là có thể mà thôi nhưng không phải biết được tương lai nhưng mà nếu như mình coi thực sự là muốn mà có nhiều người muốn thì Bitcoin hoàn toàn có thể tới được 20.000 đô trong thời gian cực kỳ ngắn cho bạn thấy được là muốn phá được 13.800 đô bây giờ thậm chí nhiều người nói là chỉ trong tầm tay mà thôi nhưng mà đối với thường thì thường lại muốn Bitcoin có cái sự ổn định lâu dài hơn Chúng ta cần phải thấy Bitcoin tạo ra nhiều cái nơi tích lũy Nhiều cái nơi mà nhiều người cho là đây là cái giá trị mà người ta chấp nhận được Chứ đi lên nhanh như vậy thì sẽ có nhiều nguy hiểm Tuy nhiên lên nhanh thì trường rất là sôi động Sẽ kéo thêm nhiều người quan tâm đến thị trường này Cho nên đây cũng là một điều mà nhiều bạn rất là thích Chúng ta bây giờ hãy chuyển tông qua và nói về tình hình của Allcoin Thì một trong những điều mà Thuận muốn nói rõ hơn, trong cái video ngày hôm qua tôi đã chia sẻ về cái sự liên quan giữa Bitcoin và Altcoin, khi mà Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh thì Bitcoin sẽ hút vốn hóa từ Altcoin trở về Bitcoin và chúng ta thấy được là cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin trên thị trường sẽ càng ngày càng tăng lên, phần trăm vốn hóa của Altcoin sẽ càng ngày càng thấp xuống và sẽ tiếp tục và tiếp tục cho đến khi nào Bitcoin phá được cái đỉnh cũ là 20.000 đô. Đây là điều mà thường tin tưởng. Nhưng mà một trong những điều khác mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là khi mà chúng ta nói tới Bitcoin và Altcoin, chúng ta nói tới cái sự quan hệ giá cả giữa Bitcoin và Altcoin chứ không phải là so sánh trực tiếp với đầy đồng USD. Như là các bạn thấy được ngày hôm nay Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh lên 7% thì những đồng khác cũng tăng theo các bạn thấy được là Ethereum, XRP, BNB hầu hết thị trường là một màu xanh. Nhưng mà cái phần trăm tăng trưởng so sánh Bitcoin là sẽ không có bằng Và khi mà chúng ta nhìn vào trang web Coin360 và nhìn vào cái giá cả của altcoin Khi mà so sánh với Bitcoin thì các bạn sẽ thấy được là phần lớn ngày hôm nay khi mà so sánh với lại Bitcoin Thì chúng ta sẽ thấy là toàn là một màu đỏ để thường refresh cái channel lại để các bạn có thể thấy được một cách rõ ràng hơn là khi chúng ta so sánh giá cả thì bây giờ là như thế nào và có thể được là so sánh với lại Bitcoin thì phần lớn các đồng bây giờ toàn là một màu đỏ khi mà chúng ta so sánh với lại Bitcoin. Thì bây giờ đây là điều mình thường muốn nói tới ngày hôm qua có nghĩa là trong cái tình hình Bitcoin tăng mạnh thì nhiều người vẫn muốn lưu trữ nhiều Bitcoin hơn là altcoin chính khi nào mà Bitcoin phá đi đỉnh cũ. Đây là điều mà nhiều người à, nói tới và bản thân Thuận thì Thuận chỉ thích trung bình giá mà thôi cho nên Thuận vẫn giữ cái số lượng giống nhau. À, Ethereum hay là Litecoin hay là BNB hay là Cardano thì cũng như vậy. Nhưng mà nói về trung bình giá thì trong thời gian tới đây Thuận chỉ muốn tập trung vào trung bình giá và đồng Bitcoin mà thôi đây là cái cái đầu tư cá nhân của thuận thì thuận chỉ muốn chia sẻ để bạn có thêm một thông tin mà thôi thì chúng ta nhìn tổng quát thị trường ngày hôm nay thì các bạn thấy được là thị trường cổ phiếu của hoa kỳ thì có nhiều cái điểm giống như là bất đồng có thì được là Dow Jones thì bây giờ đã đang xuống chút đỉnh không nhiều 0,1% S&P và Nasdaq thì lại đi xuống cái phần trăm thì cũng gần như tương tự thì bây giờ mọi người đều đang trông chờ một cái thông tin đó chính là cái thông tin liên quan đến gói hỗ trợ nhưng mà nào mà chưa hiểu được cái tình hình gói hỗ trợ hiện bây giờ ở Hoa Kỳ như thế nào thì các bạn nên xem cái video thường đăng ngày hôm qua là cái video 743 nói về cái tình hình mới nhất tại vì gói hỗ trợ sẽ dẫn đến là thị trường chứng khoán sẽ có cái điều khởi sắc và nếu như mà cái sự ảnh hưởng giữa chứng khoán và Bitcoin vẫn còn tồn tại và vẫn đang mạnh thì lại sẽ dẫn đến Bitcoin tăng theo chứng khoán Thế nên đây là một trong những điều mà nhiều người à, đang trông chờ hiện bây giờ Và đương nhiên khi mà có thêm tin tức thường sẽ chia sẻ với các bạn Và nếu như mà bạn chưa theo dõi Thuần Capital trên những cái mạng xã hội thì bạn nên theo dõi để nhận được những thông tin mới nhất bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức của Twitter, Facebook và Telegram. Hay là nếu các bạn là một trader ở trong hiệp crypto này mà các bạn muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Những thông tin chi tiết sẽ nằm ở phía dưới video và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.